Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 để lắng nghe các ý kiến, chia sẻ về những khó khăn vướng mắc cũng như tiếp nhận những hiến kế, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tham dự và chủ trì buổi gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và hơn 200 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời thông tin để các doanh nghiệp về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và ghi nhận vai trò đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng đầu năm nay có xu hướng giảm, gồm 801 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, giảm 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới 524 doanh nghiệp, giảm 15,41% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký 3.626,33 tỷ đồng, giảm 33,7%. Sau khi lắng nghe những khó khăn, thắc mắc về chính sách hỗ trợ, những kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc đề xuất chính phủ hỗ trợ tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay việc sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng giao thông trong khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, huy động cao nhất các nguồn lực xã hội, tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các cấp ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cũng như tăng thu hút đầu tư hơn nữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với địa phương. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành ủng hộ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thúc đẩy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, góp phần sớm đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.